Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết về chi phí cách ly, khám chữa bệnh chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19. Đây là nghị quyết được cho là sẽ tháo gỡ nhiều chính sách hiện nay. Nghị quyết về chi phí cách ly khám chữa bệnh chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trong đó, người Việt Nam đi học tập, lao động, khám chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài trở về và cách ly y tế tập trung, trường hợp lựa chọn cách ly tại khách sạn sẽ phải chi trả các loại chi phí. Nếu chọn cơ sở cách ly của nhà nước sẽ phải trả phí xét nghiệm, phí đưa đón, tiền ăn 80.000 đồng một người một ngày và phí phục vụ sinh hoạt 40.000 đồng một người một ngày. Đặc biệt, nghị quyết này cũng hướng dẫn mức phụ cấp cho các lực lượng tham gia chống dịch theo các mức tùy lực lượng. Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch được hưởng phụ cấp cao nhất mức 300.000 đồng một người một ngày. Mức 200.000 đồng một người một ngày áp dụng cho người vận chuyển bệnh nhân, bảo vệ khu điều trị cách ly, giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly tại nhà. Theo dõi y tế tại cơ sở cách ly tập trung, đội cấp cứu 115, một một kiểm soát dịch bệnh tại tổ, chốt đường mòn, phun khử trùng, diệt khuẩn, được hưởng phụ cấp 150.000 đồng một người một ngày. Các nhóm còn lại được hỗ trợ mức 130.000 đồng một người một ngày.